thần xa xưa có một vị tổ thật khổng lồ đã tạo ra vô số các hành tinh. Một trong số đó là trái đất. Cho tới tận ngày nay, dù công nghệ rất phát triển, nhưng con người chỉ mới đặt chân lên được mặt trăng mà thôi. Việc có tồn tại sự sống ở các hành tinh khác hay không, đến giờ vẫn còn là bí ẩn của nhân loại. Nhưng mà Kolo đã chứng minh được là thật sự có người ngoài hành tinh đó. Vũ trụ thật là rộng lớn mênh mông mà. Mẹ cũng muốn được đi du lịch vũ trụ ghê. Mama biết bay mà, đi đâu cũng được. Sắp tới, con sẽ làm một bài nghiên cứu về sự sống ngoài trái đất. Làm tuốt, em giỏi quá. Con gái của ba giỏi lắm. Mẹ sẽ giúp con gái nha. Sao thế bò mu? Sao hôm nay bò mu tâm trạng đấy nhỉ? Bò mu nhớ nhà hả? Bà chợt nhớ ra là bò mu cũng đến từ một hành tinh khác. À, hay là chúng ta hãy tìm lại quê nhà cho bò mu? Nhưng chúng ta biết tìm ở đâu bây giờ? Dễ ẹt hà mama, chỉ cần hỏi bò mu. Đợi chút, mu à, giờ mu hãy kể về quê hương của mình đi. Rồi tám tước sẽ kể lại cho cả nhà nghe. Wow, thật hả mu? Bà mu kể rằng hành tinh của mu là một nơi vô cùng xinh đẹp đó nha. Mọi người gọi nơi đó là hành tinh tươi vui, nơi cư dân thiên nhiên và những đàn bò mu sinh sống chan hòa với nhau. Trên hành tinh có một dòng sữa ngon lành được tạo ra từ môi trường lý tưởng. Nhờ vào dòng sữa tươi vui này mà hành tinh luôn ngập tràn hạnh phúc, còn người dân thì luôn luôn mạnh khỏe. Dòng sữa tươi vui còn ngon hơn cả sữa cun. Không thể nào, sữa cun do ba ba làm ra là số 1. Đúng. Chẳng qua là ba ba bự chưa được nếm thử thôi. Bò mu nói vậy càng làm ta muốn được uống thử quá. Mọi người nghĩ sao nếu chúng ta cùng nhau du hành đến quê hương của bò mu nào? Hả? Mẹ sẽ chuẩn bị lương thực dự trữ. Con sẽ tìm hành tinh cun tươi vui. Vậy con sẽ thiết kế phi thuyền. Còn ba sẽ lo việc nặng nhất là lắp ráp phi thuyền. Nhất trí. Được hành tinh cun tươi vui. Không sao đâu con gái à, cả nhà tin con mà. Hả? Bà mu. Mu ơi là mu. May quá, có điện lại rồi. Yeah, con tìm được rồi. Hả? Hoan hô bà mu. Giỏi lắm bà mu. Trời ơi, 2 năm lộn ba mẹ à. Thế mình làm gì tận 2 năm trong phi thuyền? Máy tính của con, ngày mai sẽ có một cái cổng thời gian 10 năm mới xuất hiện một lần. Nếu đi theo đường này, chúng ta chỉ mất 3 ngày để tới hành tinh cun tươi vui. Phải khẩn trương lên mới được. Ba lô cun của con đâu rồi? Mama Bay ơi, áo dạ quang của anh bị lủng một lỗ rồi đây nè. Mọi người thấy giày cun của con không? Có chuyện gì vậy, lão bụi? Con chim máy dò thám của chúng ta gọi về. Cảnh báo, cảnh báo!
Chỉ chưa đầy 12 tiếng nữa, gia đình nông dân siêu phàm sẽ rời khỏi trái đất. Cảnh báo, cảnh báo. Vậy thì có sao đâu, chắc bọn chúng sợ hội ác nhân quá mà. Người im coi, tao kể chi tiết xem. Nghe bảo là họ sẽ đi đến hành tinh Cun Tươi Vui để đem về nguồn năng lượng bí mật. Ê, chuyện quan trọng như vậy, nhưng sao bây giờ ngươi mới bảo? Ngài thông cảm, bữa giờ tôi bị mất internet. Nhanh lên, chúng ta phải ngăn chặn gia đình nông dân siêu phàm lại. Mau đi gọi tiến sĩ Đơ, chuẩn bị phi thuyền cho ta. Có chuyện gì mà ồn ào vậy? Hãy mau lên, đi thôi, tiến sĩ Đơ. Lại bày trò gì nữa không biết. Không có nhiều thời gian giải thích, tất cả nhanh lên. Đây sẽ là một chuyến đi đáng nhớ. Bảo đảm mấy đứa bạn nghe xong sẽ vô cùng ganh tị. Đến giờ rồi, mọi người cùng xuất phát thôi. Tra điểm đến. Đã kiểm. Hệ thống phóng. An toàn. Hệ thống lái. Ok, ba ba. Kích hoạt hệ thống đẩy. Phi thuyền Cun mang số hiệu 5X789 sẽ khởi hành đến hành tinh Cun Tươi Vui trong 5, 4, 3, 2, 1. Xuất phát. Mau áp sát. Lão Bụi, mau cổng ta lên đó. Vậy là mình sẽ đi du lịch không gian sao? Ừ, ta không thích chuyện này chút nào. Đi mà lo liệu. Khi nãy rơi xuống muốn trụy tim, các người có hiểu cảm giác của ta không? Hay thôi được rồi, ta xin lỗi được chưa? Mau mau tìm lối vào đi. Các ông đừng cãi nhau nữa. Mà tính cách nhanh lên là mỗi tay lắm rồi. Việc gì cũng đến đây. Vào nhanh lên.
cả bụi. Ông kiểm soát đám bụi của mình được không? Trong này vừa tối bụi còn mù mịt, ai mà thấy được? Thì ai bảo ông tìm đường cái kiểu gì mò vào cái đường ống tối om om này? Cái đồ vô ơn, biết thế ta để hai người ở ngoài cho rồi. Sao bà nghe có tiếng động gì lạ thế nhỉ? Con kiểm tra thấy phi thuyền vẫn bình thường ba à. Chắc tại ba lo lắng quá thôi. Ừ, cũng phải, cũng phải. Tiến sĩ Đơn, ông có sao không? Sao trăng cái gì? Mau xuống đây đỡ ta dậy. Kho lương thực à? Vậy thì kiểu gì chúng cũng phải xuống lấy đồ ăn thôi. Giờ phải làm gì khô lô? Còn làm gì nữa? Ngồi đây đợi thời cơ, rồi chiếm luôn phi thuyền của bọn chúng. Nhưng mà chiếm bằng cách nào? Hai người cầm vũ khí đứng nấp ở cửa, thấy ai trong gia đình nông dân siêu phàm vào thì bất ngờ hạ gục chúng. Ta sẽ nằm ở đây để quan sát thế trận, có gì sẽ nhảy ra ứng cứu. Ok. Được, dùng tạm cái chảo này vậy. Lấy cái nồi này xài đỡ. Phi thuyền đã rời khỏi khí quyển trái đất, kích hoạt hệ thống tự lái được rồi. Đã kích hoạt. Theo hệ thống định vị, phải mất khoảng 7 ngày nữa chúng ta mới tới được quỹ đạo của hành tinh Cun Tươi Vui. Vậy gia đình chúng ta tranh thủ nghỉ ngơi, tập thể dục để có sức khỏe nào. Mẹ đã chuẩn bị rất nhiều sữa cun cho cả nhà. Hoan hô mẹ. Đói quá đi mất. Hơ, ngươi lúc nào cũng chỉ nghĩ tới việc ăn uống. Mà nè Khô Lô, sao ngươi không làm gì hết vậy? Đang yên đang lành tự nhiên kéo cả đám lên phi thuyền này. Đồ đi đâu không biết nữa. Không thấy ta đang nghĩ cách chiếm phi thuyền thay cho hai ngươi sao? Lo làm việc đi. Không. Thôi được, chúng ta hãy đánh chiếm phi thuyền này. Cả nhà ơi, mau dậy thôi, chúng ta tới nơi rồi. Đẹp quá. Không khí ở đó chắc phải vô cùng trong lành. Không ngờ hành tinh Cun Tươi Vui lại đẹp như vậy. Hành tinh này chắc hẳn phải có nhiều cây lắm, còn thấy mảng xanh ở khắp nơi. Tao muốn đáp xuống đó ngay và luôn. Chớp chớp, mưa thiên thạch. Nguy rồi, mọi người bám chắc vào. Trời ơi, có chuyện gì vậy? Cả nhà thấy con giỏi chưa? Coi chừng. Hả?
Nguy rồi, mọi người bám chắc vào. Cả nhà bình tĩnh. Phi thuyền hỏng rồi mọi người ơi. Chuẩn bị quy trình cứu hộ. Mama Bay đâu rồi? Mama Bay ơi! Mẹ đây, mẹ đây! Mẹ thoát ra sau vì phải đi lấy mấy món đồ quan trọng này nè. Hình là có ba lô quân này mà mẹ có thể bỏ rất nhiều đồ bên trong. Vậy là cả nhà mình đã an toàn rồi hả? Ủa mà bà Mu đâu? Mu ơi! Bà Mu kìa! Bà Mu giận rồi đó Mama ơi. Thôi mà, cả nhà sao quên bò Mu được. Đẹp quá. Wow. Trời ơi, đẹp quá. Không khí thật trong lành. Ba cảm nhận được niềm vui trong từng hơi thở. Nhờ cái cây này mà không khí ở đây mới trong lành như vậy. Mẹ còn thấy có một thác nước khổng lồ chảy xuống hồ. Hồ nước xanh trong quá. Yeah, đáng xuống được rồi đó cả nhà ơi. Wow. Tới hành tinh Kun tươi vui thiệt rồi cả nhà ơi. Vui quá ba ba mama ơi. Cỏ xanh mướt quá. Con chưa thấy loài bướm nào to và lộng lẫy như vậy. Phi thuyền hỏng mất tiêu rồi ba ơi. Thôi kệ nó đi con, mau ra tận hưởng không khí chút nào. Dạ, thích quá ba ha. Ở đây mang lại cho ba cảm giác yên bình như ở nông trại Kun vậy. Wow. Đẹp quá. Hành trình thật gian nan. Cuối cùng gia đình chúng ta cũng đã tới được hành tinh Kun tươi vui rồi. Cảm giác thật yên bình. Mơ, mơ. Hả? Mơ. Có sao không bò Mu? Mu. Hả? Hả? Sao có tận hai con bò? Hai con bò giống nhau quá đi mất. Mu. Bình tĩnh, lại đây nào bò Mu. Mu. Ba không hiểu gì hết trơn. Tám Tuốt à, con phiên dịch lại được không vậy? Mu. Mu. Giống cái gì mà giống? Mu. Nhìn đi, ta có chiếc nơ màu xanh trên cổ nè. Mu. Khoan đã. Mẹ ơi, cho con mượn ba lô Kun một chút. Con chợt nhớ tới cái này, đã đến lúc thử nghiệm phát minh mới.
mà con và bà Mu đang nghiên cứu. Máy chuyển ngữ Kun. Máy chuyển ngữ? Đúng vậy, chỉ cần gắn lên tay thì máy sẽ tự động dịch lại ngôn ngữ của các loài động vật. Tuy chỉ là thử nghiệm nhưng hiệu quả đã lên tới 80%. Nào, chúng ta tiếp tục nào. Mu, mấy người là ai? Sao tôi chưa thấy mấy người bao giờ? Hay quá, bà nghe và hiểu được rồi nè. Tám tước thật là giỏi. Từ giờ mọi người có thể giao tiếp với bà được rồi. Ủa, bà khoan. Cho ta nói chuyện với bạn bò kia một lát. Đừng sợ, ra đi nào bò Mu. Cả nhà ở phía sau Mu rồi. Có vẻ như bà Mu đã tìm được đồng loại của mình rồi. Ta đã nghe bò Mu kể hết mọi chuyện rồi. Đi thôi, ta sẽ dắt các ngươi về trang trại tươi vui. Bà Đực nói ở nông trại tươi vui sẽ có người giúp được gia đình nông dân siêu phàm đó ba bự. Cuối cùng thì ba cũng có thể nói chuyện với bò Mu và cư dân ở hành tinh tươi vui này rồi. Ba vui lắm. Mau chân lên mọi người. Bà nóng lòng thấy trang trại quá. Đó chắc hẳn là một nơi tuyệt vời. Wow, đẹp thiệt. Đó có phải là nông trại Quân tươi vui mà bò muôn nhắc đến không? Đúng rồi đó, bên kia là nông trại của chúng ta. Mẹ chưa bao giờ thấy một khung cảnh đẹp như vậy. Mọi người đói bụng chưa? Đến nông trại Quân tươi vui, chúng ta hãy đánh chén một bữa thật no đi. Nhất trí. Nhất trí. Kìa, có phải là nông trại Quân tươi vui không? Đúng rồi đó ba bự. Wow. Chào mừng đến nông trại Quân tươi vui. Chào bò Đực, anh đi đâu nãy giờ vậy? Tộc trưởng đang tìm anh đó. Tôi biết rồi nè, cảm ơn nha. Ủa, sinh vật ở đây ai cũng biết nói hết vậy à? Ủa, mấy người này là ai vậy bò Đực? Khách của tôi đó. Mau đi thôi, tôi sẽ dẫn các người đến gặp tộc trưởng. Đây có phải là mơ không? Mọi thứ đều là thật đó anh bạn à. Ở đây mọi người luôn hòa thuận với nhau như vậy. Well, well, well. Welcome to my cool world. Con người từ lời nghe hay kể về sự có tính lại là hành tinh có thật quanh mình. Wow, hãy đến thế giới Quân tươi vui, là nơi mây núi gió sông đầy bức cười, sáng đưa tay vẽ nên tuyệt tác, còn gì tuyệt hơn vẽ đẹp thiên đàng.
bầu trời ca chiếc cầu bay sắc màu khi những chuông chim nghe đang hòa ca cùng nhau mời bạn màu đen nào cùng đón chào và đưa đi khắp nơi. Màu dòng trời khắp nơi ngắm nghe những con sông nước trong vời, ôi cỏ xanh muôn nơi và nụ cười trên môi, đến thiên đường cùng tươi vui nạp vào mình một dòng sữa ngon để có những năng lượng rất phi thường, ôi niềm vui đâu xa luôn ở ngay bên ta đấy mà. Vui, người tân chăm chỉ luôn miệng tươi cười, cả ngày hằng say sáng chưa chiều tối, mà người ai ai cũng thật yêu đời. Wow! Hay đến hay rơi cũng tươi vui, thể thao đá bóng đủ trò trên đời, học tập vui chơi đến khi trời tối, ngồi nhìn ngàn sao sáng ở trên trời. Bầu trời có chiếc cầu bay sắc màu, khi những chuông chim như đang hòa ca cùng nhau mời bạn màu đen nào cùng đón chào và đưa đi khắp nơi, vui lắm mà nha. Yeah. Hãy đến với thiên đường cùng tươi vui, cùng bầu màu dòng trời khắp nơi ngắm nghe những con sông nước trong vời, ôi cỏ xanh muôn nơi bao nụ cười trên môi, đến thiên đường cùng tươi vui nạp vào mình một dòng sữa ngon để có những năng lượng rất phi thường, ôi niềm vui là bò mu. Bò mu thất lạc của chúng ta. Chào mừng em trở về nhà. Đi xa vậy, chắc em mệt lắm ha. Đừng lo, tất cả chúng ta sẽ chăm sóc cho em. Em nhớ nhà lắm đúng không nè? Chị là bò mơ, chị rất thích mộng mơ. Em nó mới trở về nhà nên còn lạ lắm, đừng làm em nó sợ. À, hóa ra em vẫn dùng ngôn ngữ bò mơ cổ đại à. Chúng ta sẽ đưa em đến gặp bò đầu đàn. Bò đại ơi, từ từ nào, ai vậy? Có chuyện gì mà náo nhiệt thế các anh em của ta? Ta là ba của ngươi hồi nào? Ta còn chưa lấy vợ mà. Ba quên con rồi sao? Ba nhìn cái bóp này nè, ba nhớ chưa? Ta nhớ rồi. Mu là Mu, ta tự sẽ không bao giờ được gặp lại Mu nữa. Thật là hạnh phúc. Con cũng vậy. Sau bao năm xa cách, cuối cùng con đã trở về quê hương cun tươi vui của mình. Không phải con mà là em. Ta là anh hai của Mu nè. Ba mẹ chúng ta đang mỉm cười trên thiên đường tươi vui rồi. Vậy là ba mẹ không còn hả anh hai? Em nói gì vậy? Ba mẹ luôn ở bên chúng ta mà, trong tim tất cả mọi người. Em hiểu rồi. Phấn chấn lên nào, đại gia đình bò sẽ cùng chăm sóc cho em. À, em phải giới thiệu anh hai với gia đình nông dân siêu phàm. Họ đã chăm sóc cho em ở trên trái đất. M
mọi người chính là ân nhân của gia đình chúng tôi. Gặp được mọi người tôi vui quá. Xin chào bò đại, tôi là Ba Ba Bự. Tôi thật hạnh phúc khi thấy bò mu gặp lại gia đình của mình. Còn tôi là Ma Ma Bay, vợ của anh Ba Ba Bự. Đây là hai đứa con của tôi. Con là Chớp Chớp, con chạy nhanh nhất nhà. Con là Tám Tuốt. Rất vui được gặp tất cả mọi người. Nhân dịp này, chúng ta hãy cùng mở tiệc mừng để chào đón gia đình nông dân siêu phàm và đứa em thất lạc bấy lâu nay của chúng ta. Yeah! Yeah! Anh thấy được nụ cười hạnh phúc trên gương mặt của em. Em rất là vui. Em đã mơ đến ngày trở về từ lâu lắm rồi. Thật may là có gia đình nông dân siêu phàm đã chăm sóc cho em. Mà chuyện em và gia đình nông dân siêu phàm là sao vậy? Em có thể kể rõ hơn cho anh hai nghe được không? Dạ được chứ. Thật ra nguyên nhân là do em mê chơi. Tỉnh dậy, em đã thấy mình ở trái đất rồi. Và gia đình nông dân siêu phàm đã chăm sóc em. Gia đình nông dân siêu phàm tuyệt vời lắm nha anh hai. Họ đã đứng lên đấu tranh với cái ác, bảo vệ môi trường và tất cả mọi người. Em đã sát cánh cùng họ đó nha. Thật là thú vị. Khi nào rảnh, em phải kể cho anh hai nghe nhiều hơn nữa nha. Chắc chắn luôn đó anh hai. Mọi người, hôm nay là một ngày đặc biệt. Vì người em thất lạc của chúng ta đã trở về. Bò mu, bò mu, bò mu, bò mu. Những công lao rất lớn thuộc về gia đình nông dân siêu phàm. Chúng ta phải tiếp đón họ thật là chu đáo. Gia đình nông dân siêu phàm. Gia đình nông dân siêu phàm. Ta có nghe bò mu kể về mong muốn của gia đình nông dân siêu phàm. Mọi người cần gì, bò ta sẵn sàng giúp đỡ. Cảm ơn mọi người. Nói ra thì ngại quá. Chúng ta là một đại gia đình mà. Phải đó, phải đó, Ba Ba Bự. Trái đất là hành tinh của chúng tôi. Đó đã từng là một nơi vô cùng tươi đẹp, trong lành và hạnh phúc. Nhưng chúng tôi, con người, vì ưu tiên cho sự tiện nghi của mình mà phát triển công nghệ mất kiểm soát, làm ngôi nhà của mình không còn xanh tươi như trước nữa. Diện tích rừng không còn nhiều và trái đất ngày càng nóng lên. Chúng tôi muốn khôi phục lại hành tinh của mình. Thật là đáng thương mà. Chúng ta hãy giúp cho gia đình nông dân siêu phàm. Nhưng chúng ta giúp bằng cách nào bây giờ? Tôi nghĩ chắc không được đâu. Tôi thấy khó lắm. Sao để giúp họ đây? Nghĩ cách gì đi. Phải dành trái đất yêu thiên nhiên hơn một chút. Mọi người xin hãy im lặng. Chúng tôi muốn cứu lấy trái đất của mình. Khi nghe nói ở đây có dòng sữa Cool tươi vui, có thể đem lại năng lượng tích cực cho những ai uống sữa này, chúng tôi hy vọng có thể đem dòng sữa này về để thay đổi con người của trái đất. Hả? Dòng sữa tươi vui không? Họ đang nói về dòng sữa tươi vui của chúng ta kìa. Ba Ba Bự thật là tốt bụng mà. Đúng là người dân ở đây hạnh phúc, khỏe mạnh là nhờ dòng sữa Cool tươi vui ấy. Nhưng tôi cũng không chắc liệu dòng sữa ấy có giúp được người trái đất hay không. Với lại, việc đem sữa Cool tươi vui ra khỏi đây không dễ đâu. Ta cũng chưa thấy ai làm được bao giờ. Nhưng lấy danh nghĩa là tộc trưởng tộc bò, ta hứa sẽ giúp gia đình nông dân siêu phàm hết mình. Bò đại à, hay chúng ta thử nói chuyện với ông giám đốc nhà máy. Ông ta chắc chắn sẽ giúp được gia đình nông dân siêu phàm. Ý hay đó bò đực. Nhưng ta nghe bảo ông ấy đi đâu rồi, ít bữa nữa mới về.
Hay là gia đình nông dân siêu phàm hãy ở lại đây với chúng tôi một thời gian đi. Mọi người thật tốt bụng. Nếu không phiền thì gia đình nông dân siêu phàm chúng tôi xin ở lại ít hơn. Con thích ở đây lắm. Ở đây ai cũng vui vẻ, hòa đồng. Bầu không khí lại vô cùng trong sạch. Mình ở đây luôn được không ba mẹ? Con còn bài tập ở trường đó. Mẹ, đang nghỉ hè mà. Mình ở nông trại Quân Tươi Vui cũng lâu lắm rồi ba ha. Ở đây thích quá, ba quên mất cả ngày tháng luôn. Mọi người thích điều gì ở đây nhất nào? Con thấy bò và người ở đây sống thật chan hòa và hạnh phúc. Trẻ em được học hành miễn phí và biết bảo vệ môi trường. Mẹ thấy ở đây ai cũng mặc quần áo giống nhau, không có sự phân biệt giàu nghèo. Nhờ vậy mà con người và động vật đều yêu thương nhau. Con thấy ai cũng thích làm việc nhà. Cuối tuần nào cũng có cuộc thi ai làm việc nhà giỏi hơn. Nhưng mà em cũng bắt đầu nhớ cây thần kỳ dịch ba phải rồi. Cuộc sống ở đây thật lý tưởng. Mẹ ước gì trái đất cũng như thế này. Chúng ta phải quyết tâm mang được năng lượng Quân Tươi Vui về để giúp đỡ trái đất. Hay sáng mai mình đi gặp chú bò đại, để chú dẫn mình đi gặp ông giám đốc nhà máy đi ba. Sáng mai cả nhà mình cùng đi nhé. Dạ. Cô Lu, ông mau tỉnh lại. Đầu ta đau quá. Ta đang ở đâu thế này? Ông hỏi ta thì ta biết hỏi ai. Lúc tỉnh dậy đã thấy chúng ta ở đây rồi. Tiến sĩ đâu đâu? Hắc sư. Ở đây. Hắc sư. Cây cỏ nhiều. Ta dị ứng hắc xì. Còn gia đình nông dân siêu phàm, lúc tỉnh dậy ta đã không thấy bọn chúng rồi. Đi thôi. Ông đi đâu vậy Khô Lô? Ta đi coi thử xung quanh đây có ai không. Ngồi đợi ở đây không phải là cách. Mà ta đói quá, cả ngày nay chưa có gì vô cùng hết. Sắp chết đến nơi rồi còn ăn uống. Ta mệt. Ông thích đi thì đi đi. Ta phải ăn cái đã. Có cái bụng no thật là sướng mà. Hả? Cứu ta với. Khô Lô. Hả? Tiến sĩ đơ. Lão muội gặp chuyện rồi. Nhanh nào tiến sĩ đơ. Chạy nhanh đi. Đừng dừng lại. Nguy hiểm, dừng lại. Mau bắt lấy bọn họ. Chuẩn bị tấn công. Vũ khí của ta hỏng rồi. Hẹn ta. Người dân ở đây có công nghệ vượt trội hơn trái đất nhiều. Nhưng ta ghét hành tinh này vì nó xanh tươi trong lành quá.
người, không phải cư dân của hành tinh này. Thưa ngài, chúng tôi phát hiện họ xâm nhập vùng đất của chúng ta, có ý đồ mờ ám. Tôi nghĩ chúng ta nên giam họ lại trước đã. Hả? Không được, bình tĩnh, bình tĩnh. Không được, bình tĩnh, bình tĩnh đã nào, không được. Khoan đã, nếu bắt chúng ta thì hành tinh các người sẽ gặp nguy hiểm. Đúng vậy đó, chúng ta là đội hiệp sĩ không gian. Nhiệm vụ của chúng ta là sự yên bình của các hành tinh. Sao ta chưa bao giờ nghe đến đội hiệp sĩ không gian này vậy? Bởi vì chúng ta đã phải hoạt động hoàn toàn bí mật. Chúng ta đang trên đường truy bắt gia đình nông dân siêu phàm. Đó là một tổ chức nguy hiểm đang quỷ diệt trái đất. Nếu người không tin thì hãy xem đây. Gia đình nông dân siêu phàm vô cùng độc ác. Chúng tàn phá môi trường, phá hủy những thành tựu của con người và khiến cho trái đất không còn là ngôi nhà xanh tươi nữa. Là nguy hiểm. Không ngờ lại có một tổ chức như vậy. Chưa hết đâu. Bọn chúng đang nhằm vào hành tinh này đó. Khi đang truy đuổi gia đình nông dân siêu phàm thì phi thuyền của bọn ta bị bắn hạ. Chuyện như vậy thật sao? Chúng tôi phải làm sao bây giờ? Việc cần làm bây giờ là phải ngăn gia đình nông dân siêu phàm. Nếu không, cả hành tinh này sẽ bị hủy diệt hoàn toàn. Phải đó. Các người mà bắt bọn ta xem như là mất đi cơ hội bắt được gia đình nông dân siêu phàm. Nhưng các người yên tâm, đội hiệp sĩ không gian của ta sẽ giúp các người. Ta là Khô Lô đội trưởng. Ta là Tiến sĩ Đơ, một nhà khoa học lỗi lạc. Còn ta là lão bụi, ta có thể biến hình. Ở đâu có gia đình nông dân siêu phàm? Ở đó có bọn ta. Chúng ta là hội ác. Ủa lộn. Đội hiệp sĩ không gian. Mau cởi trói cho họ. Thay mặt người dân nơi này, tôi thành thật xin lỗi vì đã bất nhập ngài. Chắc mọi người đừng xa đói rồi. Mau nghỉ ngơi, rồi ngày mai chúng ta sẽ họp bàn về gia đình nông dân siêu phàm nha. Chúng tôi không khách sáo. Khô Lô ơi, ngài dậy chưa? Ôi, Khô Lô bạn ta, ngài ngủ có ngon giấc không? Nếu cần gì, cứ nói, mọi người sẽ chuẩn bị mọi thứ tốt nhất cho ngài. Ồ, mà đồng đội của ngài đâu? Lão bụi đi từ sáng sớm rồi, còn à... Hắc sư! Trời đất, ngài ấy bệnh rồi sao? Để tôi mau gọi đội ngũ y tế. Không sao đâu, ông đừng bận tâm. Ông ta chưa quen môi trường sống ở đây thôi. Mà ông tìm tôi có chuyện gì vậy? Thật là ngại quá. Liệu ngài có thể cho chúng tôi biết làm sao để ngăn chặn được gia đình nông dân siêu phàm không? Chuyện đó có gì mà khó. Mà trước tiên là tôi cần thêm thông tin đó nha. Cần gì ngài cứ hỏi. Cái nào biết tôi sẽ trả lời tận tình. Vậy thì tốt. Xin mời theo tôi. Hả? Wow, đây là đâu vậy? Đây là nơi nghiên cứu và phát triển công nghệ của tộc đất chúng tôi. Nếu sở hữu những công nghệ này thì chúng ta là bất bại. Không một ai có thể đánh bại chúng ta. Hả? À không, ý ta là công nghệ hiện đại này có thể bảo vệ mọi người mà. À, ra vậy. Chúng tôi phát triển công nghệ để bảo tồn và phát triển thiên nhiên. Hành tinh Kun tươi vui, vốn yêu hòa bình, không bao giờ có suy nghĩ tạo ra vũ khí gây chiến với bất kỳ ai cả.
Dù tôi là tộc trưởng, nhưng cũng như mọi cư dân khác ở đây mà thôi. Chúng tôi đối xử bình đẳng với nhau. Chẳng lẽ ở đây các ngươi không phân chia tầng lớp sao? Nghe có vẻ lạ, nhưng ở đây chúng tôi không phân chia cấp bậc hay thứ hạng. Mọi người cùng làm việc và có thu hoạch gì, chúng tôi đều chia sẻ với nhau. Không thể nào. Có thể chứ. Khi mà một xã hội không phân chia giàu nghèo, mọi người luôn quan tâm lẫn nhau, đó sẽ là một xã hội đầy ắp tiếng cười. Đó là vậy. Quả là một ý tưởng tuyệt vời. Các ông có còn giấu ta điều gì không? Những gì chúng tôi biết đều đã chia sẻ với ngài hết rồi. Chắc chắn gia đình nông dân siêu phàm tới đây vì một lý do sâu xa hơn. Ta không nghĩ bọn chúng cần công nghệ gì ở hành tinh này cả. Hay là... Tôi nghĩ là họ đang nhắm tới mấy viên đá đó tộc trưởng à. Không đúng, tôi nghĩ là dòng sữa của anh Tươi Vui. Ồ, mấy viên đá sao? Dòng sữa của anh Tươi Vui. Tộc trưởng à, chúng ta cần thêm thông tin từ ông đó. Hành tinh của chúng tôi có được sự xanh tươi như thế này là nhờ năng lượng của 5 viên đá. Mỗi viên đá này tượng trưng cho một nguyên tố khác nhau, đó là đất, nước, lửa, gió và tình yêu thương. Ồ, tình yêu thương sao? Đúng vậy, đó cũng là nguyên tố quan trọng nhất. Các nguyên tố này được kết nối chặt chẽ với nhau. Chỉ cần một nguyên tố bị ảnh hưởng, các viên đá sẽ mất cân bằng và hành tinh này sẽ rơi vào thảm họa. Nhiệm vụ của chúng tôi là giữ cho các nguyên tố này được cân bằng. Nhờ năng lượng thuần khiết của 5 viên đá này mà sữa Cool Tươi Vui được tạo ra, đem lại năng lượng tích cực cho mọi cư dân trên hành tinh này. Sữa Cool Tươi Vui vô cùng đặc biệt nhờ vào nguyên tố yêu thương đó. Thảo nào mà gia đình nông dân siêu phàm đi tìm hành tinh này. Tộc trưởng à, ta quý này, nếu những viên đá quý như vậy thì đưa cho ta bảo vệ chúng cho. Không được đâu. Tôi rất tiếc là không thể đưa cho ngài, vì nhiệm vụ của chúng tôi là bảo vệ những viên đá này. 5 viên đá nằm tại 5 khu vực khác nhau, được canh giữ cẩn thận bởi các công nghệ tiên tiến nhất, và chỉ người đứng đầu mới biết vị trí của chúng. Ta đùa thôi ấy mà. Ông cẩn thận như vậy là tốt. Mấy viên đá này quý giá như vậy lỡ rơi vào tay gia đình nông dân siêu phàm thì rất là nguy hiểm. Đừng có lo, bọn ta sẽ giúp các người tống khứ gia đình nông dân siêu phàm và bảo vệ hành tinh này. Nhanh chân lên nào mọi người ơi. Nhanh chân lên mọi người, không kịp bây giờ. Gia đình nông dân siêu phàm ơi, đợi chúng tôi với. Bà Đực. Bà Đực tới tạm biệt tụi mình hả? Sao gia đình nông dân siêu phàm đi sớm vậy? Chúng tôi sẽ nhớ mọi người lắm. Phải đó, ai sẽ cùng tôi chơi đá banh mỗi ngày? Mọi người có thể cùng chơi với nhau mà. Tặng mọi người quả bóng cool dạ quang đây nè. Như vậy lúc nào mọi người cũng sẽ nhớ về gia đình nông dân siêu phàm. Yeah, hay lắm. Chúng tôi yêu nông trại Cool Tươi Vui lắm. Thật sự cảm ơn mọi người đã chăm sóc chúng tôi trong thời gian qua. Nhờ tình yêu của mọi người và cuộc sống yên bình nơi đây, chúng tôi càng có thêm động lực để quay trở về trái đất và làm điều tương tự. Gia đình nông dân siêu phàm đã giúp đỡ em rất nhiều, nên em sẽ cùng họ đi đến nhà máy. Em sẽ trở về mà. Anh sẽ nhớ bò mu lắm. Tộc trưởng đến rồi kìa. Đến giờ rồi, chúng ta phải đi thôi gia đình nông dân siêu phàm ơi. Con chào chú bò đại. Em phải đi đây, tạm biệt các anh chị. Tạm biệt mọi người. Tạm biệt gia đình nông dân siêu phàm. Hẹn gặp lại.
Xin chào, hẹn gặp lại. Xuống thôi cả nhà, chúng ta tới nhà máy rồi. Nhanh chân lên nào mọi người, chúng ta đi thôi. Mẹ ơi, con phát hiện có gì đó rất lạ đằng kia, bụi cỏ động đậy. Để ba ba đi kiểm tra xem sao. Hả? Có người bị ngất xỉu. Hả? Tộc trưởng vùng đất đây mà, sao ngày nay lại ở đây? Tộc trưởng ơi, sao lại ra nông nổi như vậy? Ôi, ác nhân. Nhanh chân lên mọi người ơi. Tộc trưởng ơi, tộc trưởng. Hả? Không xong rồi ngài tộc trưởng ơi. Có chuyện gì vậy mọi người? Không xong rồi ngài tộc trưởng ơi. Ngoài kia cây cối đều khô héo hết cả rồi. Không có nhiều thời gian giải thích đâu. Ngài mau theo tôi đi. Mau lên, chúng ta đi nào. Chỉ sau một đêm á mà mọi thứ thành ra như vậy. Tôi chưa bao giờ thấy điều kỳ lạ như thế này. Ý, ngài tộc trưởng đến rồi. Ngài xem nè, không hiểu tại sao mà cây cối trở nên héo mòn mấy ngày nay. Trái cây đều bị hư hỏng hết. Thật kỳ lạ. Chuyện này, có chuyện gì mà các ngươi ồn ào vậy? Ngài khô lô. Sao ta nghe có mùi gì lạ lạ? Ủa, tiến sĩ Đơ, ngài ấy đang tìm gì vậy ta? Không ổn rồi, đất bị ô nhiễm rồi. Sao lại như thế này? Vùng đất của chúng ta lúc nào cũng tươi tốt mà. Chắc chắn là do tụi nông dân siêu phàm gây ra rồi. Thật vậy sao? Trời ơi, kinh khủng quá à. Chúng ta phải làm sao đây? Gia đình nông dân siêu phàm thật đáng sợ mà. Nếu các ngươi không làm việc này thì chắc chắn gia đình nông dân siêu phàm là hung thủ. Chưa hết đâu, nước cũng ô nhiễm rồi. Ta tin rằng chính bọn gia đình nông dân siêu phàm đã đầu độc vùng đất này. Nếu các ngươi không làm gì thì sớm muộn toàn bộ hành tinh này sẽ bị gia đình nông dân siêu phàm hủy hoại. Chúng ta phải làm sao đây? Còn sao nữa, chúng ta phải chiến đấu với gia đình nông dân siêu phàm để bảo vệ hành tinh này. Không được, ở đây chúng tôi không sử dụng bạo lực. Được thôi, nếu vậy thì các người cứ chờ đợi gia đình nông dân siêu phàm hủy diệt hành tinh này đi. Hả? Hả? Không được, không thể được. Không được. Chúng ta phải hành động thôi. Xin hãy cứu chúng tôi. Mọi người đừng quên là tổ tiên dặn, bạo lực chỉ đem lại kết quả xấu mà thôi. Chính vì vậy, lý lẽ này mà các người mới bị gia đình nông dân siêu phàm bắt nạt đó. Chúng ta phải hành động đánh bại gia đình nông dân siêu phàm. Các ngươi im lặng hết cho ta. Không ai được sử dụng bạo lực. Đánh bại đánh.
Sao tự nhiên ông lại la mắng mọi người vậy? Phải đó, chúng tôi có nói gì sai đâu. Chúng tôi muốn bảo vệ vùng đất của mình thôi mà. Sao ngài lại nổi nóng với chúng tôi? Phải đó, phải đó. Ta không có ý đó. Ta thấy tộc trưởng hôm nay có vẻ lạ. Ngài làm gì vậy, tiến sĩ Đơ? Đây là sữa cun. Chỉ có gia đình nông dân siêu phàm mới có sữa cun mà thôi. Ông có nhầm lẫn không, tiến sĩ Đơ? Kỳ lạ vậy, tôi không hiểu gì hết á. Không bao giờ. Chiếc kính lúp của ta đã kiểm tra, và đây chắc chắn là sữa cun của gia đình nông dân siêu phàm. Thì ra tộc trưởng đất đã cấu kết với gia đình nông dân siêu phàm hại chúng ta. Ta không có, ta không có. Thế cái gì đây? Ta đã tìm thấy bằng chứng này tại nhà của ông. Đây là hộp sữa cun mà gia đình nông dân siêu phàm luôn mang bên mình. Ở đâu mà ngươi có vậy? Ngươi bé bé cái miệng lại. Ta lấy ở trên phi thuyền gia đình nông dân siêu phàm đó. Ngươi hãy giữ lấy, khi cần thiết hãy mang ra để đổ tội cho tên tộc trưởng. Tộc trưởng, ông hãy giải thích đi. Ta không có làm chuyện đó. Vật chứng đã rõ ràng, mà ông còn định lừa mọi người tới bao giờ? Thì ra đây là âm mưu của ngươi. Mọi người đừng nghe lời bọn chúng. Ta đã bị bọn chúng gài bẫy. Đến lúc này mà ông còn định đổ tội cho người khác, ông thật là nguy hiểm. Ông tộc trưởng này ghê lắm, không phải dạng vừa đâu nha. Mọi người, tộc trưởng đã có ý định phản bội chúng ta. Chúng ta phải bắt giam ông ta lại và chuẩn bị cho cuộc chiến với gia đình nông dân siêu phàm. Phải đó, ngài Khô Lô nói đúng đó. Mọi người đừng nghe Khô Lô, ta bị gài bẫy. Các ngươi có nghe không vậy? Chúng tôi không tin lời ông nữa. Ông đã lừa dối chúng tôi. Thả ta ra! Các ngươi làm gì vậy? Mau đưa ông ta đi, nhớ giam giữ cẩn thận. Ông ta mà trốn thoát thì phiền phức lắm. Thả ta ra! Thả ta ra! Khô Lô! Ngươi lừa ta! Mọi người đừng có nghe hăng! Mọi người, gia đình nông dân siêu phàm sẽ hủy diệt hành tinh này, quê hương của tất cả mọi người. Nếu chúng ta không làm gì, tất cả những gì mọi người và tổ tiên xây dựng sẽ lụi tàn. Hãy để ta cùng mọi người vượt qua nghịch cảnh này. Ngài Khô Lô xin hãy dẫn dắt chúng tôi. Ngài Khô Lô xin hãy dẫn dắt chúng tôi. Ngài Khô Lô xin hãy dẫn dắt chúng tôi. Từ giờ ta sẽ nhận lấy trọng trách này và hứa sẽ tiêu diệt gia đình nông dân siêu phàm. Cảm ơn ngài Khô Lô. 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 Tôi lo lắng quá giám đốc nhà máy à. Ông bạn đừng lo, tộc trưởng dùng đất không sao hết. Hội ác nhân. Hội ác nhân. Ông bình tĩnh, có chúng tôi đây. Chuyện gì xảy ra vậy, tộc trưởng đất? Tại sao lại có hội ác nhân ở đây vậy, tộc trưởng đất? Chẳng lẽ hành tinh Cun Tươi Vui cũng có hội ác nhân sao?
Các người là ai? Các người cũng biết hội ác nhân hả? Không xong rồi. Hội ác nhân là những kẻ vô cùng nguy hiểm. Bọn chúng đang lên kế hoạch tiêu diệt hành tinh Quân Tư Vui của chúng ta đó. Hả? Mọi người biết tin gì chưa? Tối nay ngài Kolo sẽ có buổi diễn thuyết quan trọng đó. Làm sao mà tôi không biết được? Tôi đợi chờ cả tuần nay rồi. Không biết khi nào gia đình nông dân siêu phàm tấn công chúng ta đây. Tôi sợ quá à. Nè, ngài Kolo đã hứa sẽ bảo vệ chúng ta rồi mà. Từ ngày ngài ấy lãnh đạo vùng đất này, tôi đỡ lo hẳn. Ngài Kolo đẹp trai quá đi. Cả tiến sĩ Đơ và ngài Bụi nữa. Họ thật là quái phong. Chúng ta thật may mắn khi được ngài Kolo và đồng đội của ngài đứng ra bảo vệ cho. Khắp nơi đều đang khen chúng ta kìa. Bao lâu rồi ta mới lại có cảm giác này? Ta đã chuẩn bị xong hết rồi. Ở quân robot có thể hoạt động bất cứ lúc nào. Nhờ công nghệ của hành tinh này mà ta đã xây dựng một đội quân vô cùng hùng mạnh. Ngươi làm tốt lắm, tiến sĩ Đơ. Ê Bụi, ngươi nhớ nghe ngóng cẩn thận. Nếu có thông tin gì phải báo ngay cho ta biết. Yên tâm, yên tâm. Ai mà có biểu hiện chống đối là ta bắt giam ngay. Ta cũng đã bí mật thu phục một số người sẵn sàng theo đuổi lợi ích để hỗ trợ chúng ta rồi. Màn kịch tối nay sẽ bắt đầu một thời đại mới cho hành tinh này. nhanh lên mọi người, buổi biểu diễn bắt đầu rồi. Đợi tôi với, tôi nhất định phải gặp được ngài ấy. Kolo, lão Bụi, tiến sĩ Đơ. Kolo, lão Bụi, tiến sĩ Đơ. Xin chào tất cả cư dân vùng đất. Ta rất vui khi được thấy mọi người. Chào ngài Kolo. Chào ngài Kolo. Đã đến lúc chúng ta cùng nhau xây dựng căn cứ, tấn công gia đình nông dân siêu phàm và bảo vệ hành tinh này. Ta xin hứa sẽ dùng hết sức lực để bảo vệ mọi người khỏi gia đình nông dân siêu phàm. Cảm ơn ngài Kolo. Lão Bụi, tiến sĩ Đơ. Kolo, lão Bụi, tiến sĩ Đơ. Sao mọi người lại chặt cây thế này? Theo lệnh ngài Kolo, chúng ta phải chặt cây lấy đất, xây dựng căn cứ chiến đấu. Chặt vài cây đâu có sao. Mọi người ráng lên, đừng có thể trồng lại được. Những gì chúng ta làm hôm nay thì sẽ bắt gia đình nông dân siêu phàm trả giá trong tương lai. Ngài Kolo, hãy hứa là sẽ bắt được gia đình nông dân siêu phàm và trả lại đường cho chúng tôi nha. Cố lên. Ta sẽ nhảy múa động viên mọi người. Nguồn năng lượng tự nhiên không đủ cho đội quân của chúng ta. Các ngươi phải mau nhanh chóng xây dựng các nhà máy nhiệt điện này. Cố lên. Chúng ta cần tích trữ lương thực cho cuộc chiến dài hơi sắp tới. Cho nên ta đã chuẩn bị các hợp chất dinh dưỡng này để kích thích trồng trọt. Mọi người hãy rải nó lên trên đất đai và cây trồng. Sản lượng sẽ tăng chóng mặt. Có quá chất như vậy thật hả? Liệu ổn không vậy? Dùng quá chất lên cây hả? Nhanh tay lên nào mọi người. Hãy phun quá chất lên tất cả hoa màu. Quái phóng thiệt, ngài Kolo giỏi quá.
Hay da, mạnh lên nữa. Người, bước lên đây. Tuân lệnh. Hãy dùng hết sức đánh vào ta. Cứ đánh hết sức, đừng sợ. Xem như là luyện tập thôi. Hey. Ôi dạ, cái bụng của ta, sao mà hắn khỏe thế không biết. Ta không sao, ta không sao. Ta chỉ muốn thử coi người có dám ra tay hay không. Tôi biết mà, tôi làm sao đánh lại ngài Kolo. Biết thế là tốt. Các ngươi tiếp tục tập luyện. Gia đình nông dân siêu phàm sẽ không nhường các ngươi giống như ta đâu. Ôi dạ, đau quá đi. Ông làm ta mắc cười quá khổ lô. Ta mà có máy chụp hình là chụp lại cảnh ông chụp ếch rồi. Các ngươi im hết đi. Mà nhờ vậy ta mới biết là cư dân ở đây vô cùng cao to khỏe mạnh. Chắc là nhờ nguồn sữa quân tươi vui. Chỉ cần họ chiến đấu cho chúng ta thì gia đình nông dân siêu phàm chẳng là gì cả. Ngài Kolo, có người muốn gặp ngài. Mau gọi hắn vào. Sao nào anh bạn, có chuyện gì cứ nói ta nghe. Rác thải nhiều quá ngài Kolo ơi, người dân bắt đầu lo lắng vì có mùi thối rồi. Đừng để chuyện này làm ảnh hưởng tới kế hoạch của chúng ta. Hãy cứ thải hết xuống biển. Nhưng mà ta bảo sao ngươi cứ làm vậy. Ai dám phàn nàn thì cứ bắt giam người đó. Tuân lệnh. Không ổn rồi, chúng ta phải báo ngay cho các tộc trưởng khác biết. Đất đai của chúng ta đã bị ô nhiễm hết rồi. Nếu cứ thế này á thì vùng đất sẽ bị hủy hoại mất. Bây giờ chúng ta sẽ làm như thế này. Các người tính đi đâu thì ta đưa đi cho nhanh. Tụi tôi chống lại Kolo, ai ngờ bị lão bụi phát hiện và bị bắt. Giờ tôi đã nhận ra được bộ mặt thật của bọn chúng. Giờ các người mới biết thì đã quá muộn rồi. Người muốn làm gì ta cũng được, đừng hại những người khác. Hey, ta sẽ cho các ngươi một cơ hội cuối cùng. Chỉ cần phục tùng ta thì sau khi thống trị hành tinh này, ta sẽ cho các ngươi làm chủ một vùng đất, tha hồ sống sung sướng cả đời. Thế nào? Chúng ta sẽ không bao giờ phản bội lại quê hương của mình. Được lắm, ta cũng biết các ngươi rất cứng đầu, đừng có mà hối hận. Ta tin vào con người nơi đây, họ sẽ không làm theo lời ngươi đâu. Vậy là ngươi chưa biết, những kẻ ngươi tin tưởng đã tôn ta làm vua rồi. Ngươi cứ chờ xem, chỉ cần mất đi khu rừng này và làm ô nhiễm nguồn đất thì hành tinh này sẽ không còn là của các ngươi nữa. Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu tấn công các vùng đất khác, tiêu diệt nguồn sữa quân tươi vui và đánh bại gia đình nông dân siêu phàm. Chẳng mấy chốc hành tinh quân tư vui này sẽ trở thành hành tinh ác nhân. Sau một thời gian, vùng đất xanh tươi của chúng tôi đã bị ô nhiễm. Khắp nơi toàn là hóa chất. Rừng bị chặt hết đi để xây thành thủy. Căn cứ chiến tranh được xây dựng lên. Đi đâu cũng thấy nhà máy, xưởng chế tạo vũ khí. Không khí trong lành không còn nữa, mà chỉ thấy khói bụi ô nhiễm. Ai dám phàn nàn bị đàn áp. Các thành phần lãnh đạo bị tha hóa. Họ bất chấp lợi ích và phục tùng Kolo. Không ngờ hành tinh xanh tươi của chúng ta lại có ngày này.
hội ác nhân thật là nguy hiểm mà. Không thể nhìn hành tinh bị hủy hoại. Tôi đã tìm cách trốn khỏi nhà giam. Mọi người bảo vệ tôi đều bị thương cả. Tôi cần phải quay lại cứu họ. Chúng tôi sẽ giúp ngài. Gia đình nông dân siêu phàm đã đối đầu với hội ác nhân nhiều năm nay. Khô Lô là một kẻ độc ác luôn muốn hủy diệt nguồn sữa Kun và phá hủy trái đất. Chắc chắn là trong khi tìm quê nhà cho bò mu, hội ác nhân đã bám theo chúng ta tới đây. Con không ngờ hội ác nhân lại làm chuyện khủng khiếp tới như vậy. Con sợ quá. Không biết khi nào hội ác nhân lại tấn công chúng ta. Đừng sợ con gái à. Cả nhà chúng ta sẽ cùng nhau chiến đấu. Ngài yên tâm, ba của con là khỏe số 1. Việc cần làm bây giờ là giải cứu mọi người và khôi phục viên đá này. Đây là linh khí của vùng đất. Vì hội ác nhân đã phá hủy đất đai mà viên đá đã bị mất năng lượng và hóa thành màu đen. Sự cân bằng của hành tinh đã bị ảnh hưởng. Tôi cho rằng hội ác nhân sẽ chuẩn bị phát động chiến tranh. Để ngăn chặn việc này, chúng ta sẽ quay lại vùng đất, giải cứu mọi người và vạch mặt hội ác nhân. Đây là một kế hoạch vô cùng nguy hiểm đó, gia đình nông dân siêu phàm. Việc này gia đình nông dân siêu phàm cũng có lỗi. Vì chúng tôi mà hội ác nhân mới tìm đến hành tinh này. Không phải đâu Mama Bay à. Nhờ vào tình yêu thương của gia đình nông dân siêu phàm đã giúp bò mu tìm lại được quê hương của mình. Cảm ơn bò đại. Chúng ta sẽ đánh bại hội ác nhân để trả lại sự trong lành cho hành tinh này. Gia đình nông dân siêu phàm cần chúng tôi giúp đỡ gì cứ nói. Dạy ngay cho con mượn phòng thí nghiệm được không? Con sẽ chế tạo một số bảo bối mới. Ồ, được chứ. Phòng thí nghiệm của chúng ta vô cùng hiện đại. Con đi theo ta. Kia chắc chắn là căn cứ mới của hội ác nhân. Chỉ trong một thời gian ngắn mà nơi này đã trở nên vô cùng ô nhiễm. Chúng ta cứ theo kế hoạch mà hành động. Mẹ và ba sẽ đánh lạc hướng, còn Tám Tuốt và Chớp Chớp cùng bò mu hãy giải cứu mọi người. Tuyệt đối phải cẩn thận nha các con. Đỡ lấy. Mà bắt lấy. Để tiết kiệm thời gian cho chúng ta, mau thả hết toàn bộ robot ra, đặt tình trạng báo động, gọi tất cả binh lính tới. Chúng ta sẽ bắt trọn gia đình nông dân siêu phàm. Xông lên. Gia đình nông dân siêu phàm cực kỳ nguy hiểm. Tất cả các ngươi phải cảnh giác cao độ nghe chưa? Đó, thưa chỉ huy lão bụi. Bảo vệ hành tinh này. Xông lên mọi người ơi. Mau tấn công đi. Các ngươi đợi gì nữa? Dạ. Tôi sợ quá à. Đó chính là những kẻ phá hoại hành tinh chúng ta. Mọi người giữ vững tinh thần, xông lên bảo vệ hành tinh này.
xông lên mọi người. Mama Bay, cẩn thận. Nói xạo, chính ngài Khô Lâu bảo chúng tôi rằng các ngươi sẽ hủy hoại hành tinh này. Anh hãy nhìn xem, có phải từ ngày hội ác nhân xuất hiện, vùng đất của các anh ngày càng trở nên ô nhiễm. Hả? Anh có sao không? Cũng may là chúng tôi tới kịp, không là anh bị gia đình nông dân siêu phàm hại rồi. Thật ra cô ấy vừa cứu tôi. Anh nói gì vậy? Các ngươi nhỏ to tâm sự gì đó, nguy hiểm đến rồi kìa. Mau theo ta đi bắt Mama Bay. Mama Bay, em có làm sao không? Em không sao. Bọn người máy đông quá. Cuối cùng chúng ta đã bắt được những con chuột siêu phàm rồi. Hay lắm. Chúng ta chả cần mất công cũng dụ được gia đình nông dân siêu phàm đến đây. Mama Bay, nàng nhớ ta không nào? Đừng sợ Mama Bay. Bớt sàng xí đi ông. Không ngờ gia đình nông dân siêu phàm lại tự dẫn xác đến đây. Bọn ta đã nắm toàn quyền tộc đất rồi. Chúng ta phải kìm chân hội ác nhân ở đây để tộc trưởng giải cứu những người bị bắt. Đừng tốn thời gian liên thuyên. Các người ở đây lo bắt hai tên này đi. Ta phải ra giải quyết chuột nhắt con đang quậy phá đằng kia. Hả? Ấy, mau bắt lấy, mau bắt lấy, đuổi theo mau. Mong là Tám Tú, Bò Mu và tộc trưởng đã vào được bên trong. Ừ. Em đừng lo lắng. Nào, bây giờ chúng ta cùng xử lý cho xong đám robot này đi. Vâng, chúng ta xông lên nào. Các ngươi xông lên hết cho ta. À, hả? Mau lên, bắt hết một chút lại, không cần phải dừng tay. Để con và Bồng Mu đánh lạc hướng đám robot. Ngài vào cứu người dân bên trong nha. Được, con cẩn thận nha. Hey. Hả? Lại đây mà bắt ta nè. À, đuổi theo mau. Hả? Ngài tộc trưởng tới cứu chúng ta kìa. Xem bụi của ta đây, ba ba bự. Hả? Còn đây là quân bài bí mật của ta, ba ba bự. Ta xem ngươi chống cự được tới bao giờ. Toàn bộ tộc đất xông lên hết cho ta. Xông lên mọi người. Xông lên. Bảo vệ hành tinh này. Xông lên mọi người ơi. Xông lên mọi người. Xông lên. Hả? Hả?
xem sức mạnh đến từ siêu robot của ta đây. Hãy bình tĩnh lại, tôi không muốn làm các anh bị thương. Hãy đầu hàng đi, đừng phá hoại hành tinh của chúng tôi. Tôi nhất định không để các người tàn phá vùng đất này. Chấm hết rồi, ba ba bự. Ba ba, cẩn thận. Nhanh, mau né. Tránh ra mau. Ba ba, anh có sao không? Anh không sao hết. Cũng may là cứu được người dân tộc đất rồi. Chúng tôi vẫn còn đang ở trong trận chiến mà ông đã nổ súng rồi. Như thế chúng tôi sẽ bị thương mất. Thì ta dù ý quá, nhưng mà các người vẫn bình an đó thôi. Đánh nhau tiếp đi. Ba ba bự yếu rồi kìa. Nhưng ba ba bự vừa cứu chúng tôi thoát khỏi nòng súng của ông. Tôi không nghĩ là chúng tôi có thể đánh ân nhân của mình đâu. Các người định làm phản à? Gia đình nông dân siêu phàm là những kẻ độc ác. Chúng đang muốn phá hoại hành tinh này. Các ngươi muốn bị giam lại như tên tộc trưởng và mấy kẻ làm phản có đúng không? Chúng tôi không phải là kẻ xấu. Chúng tôi đưa bò mu từ trái đất đến đây để đoàn tụ với gia đình. Hội ác nhân đã nói sai sự thật về chúng tôi rồi. Chính chúng mới là những kẻ có âm mưu thống trị hành tinh này. Tộc trưởng đã bị quan vì ngày ấy thấy được âm mưu của hội ác nhân nên mới bị bọn chúng tống giam. Mọi người hãy tỉnh táo lên đi. Viên đá của tộc trưởng đã đen lại rồi. Những điều họ nói có phải thật không vậy? Họ đã cứu chúng ta. Họ không phải là người xấu. Các ngươi làm cái trò gì thế hả? Đừng có tin lời dối trá của bọn chúng. Mau bắt chúng đi, cái lũ vô dụng kia. Được rồi, các ngươi không đánh thì để đích thân ta ra tay. Để ta giúp ông một tay. Tiếp thêm năng lượng sấm sét cho ông đây. Lão bụi. Hãy tạo khiên bảo vệ bằng sức mạnh dòng sứ quân. Mau dừng tay. Ngài tộc trưởng, ngài tộc trưởng trở lại rồi. Ta sẽ không để các ngươi thực hiện điều đó. Mặc kệ chúng lão bụi, cứ bắn đi. Sức mạnh tộc đất. Mọi người chạy nhanh đi, đừng lo cho chúng tôi. Không được, chúng tôi không thể bỏ mặc ân nhân của mình lại được. Nói với nhau lời tạm biệt đi. Quy tụ tinh khí tộc đất. Hãy gió. Cố lên mọi người, giữ vững khiên lại. Trời ơi, làm ơn đừng hỏng. Tiến sĩ Đơ, siêu robot là cái gì vậy? Ta không biết, ta không điều khiển được. Dừng lại nào, không, không phải hướng đó. Tiến sĩ Đơ, nó đang lao về phía căn cứ của chúng ta kìa, mau làm gì đi. Không! Kích hoạt hệ thống phóng tên lửa, kích hoạt hệ thống tự động hủy. Ta cũng chạy thôi, không thì tối cả lũ. Nhanh nào. Mọi người ơi, vẫn có cách cứu được hành tinh của chúng ta. Ngài đừng lo. Trước đây con đã mượn phòng thí nghiệm của ngài giám đốc nhà máy để phát minh ra một cỗ máy. Con nghĩ rằng đây là lúc nó có thể giúp cho chúng ta được rồi. Đúng vậy,
Cô bé rất thông minh. Phát minh của cô bé nhất định sẽ cứu được thành phố đất. Đây chính là cỗ máy chuyển đổi năng lượng. Cỗ máy thần kỳ này có thể cứu hành tinh của chúng ta sao? Thật không vậy? Cỗ máy này có thể giúp chuyển đổi năng lượng ô nhiễm sang năng lượng sạch. Chỉ cần đưa viên đá này vào máy chuyển đổi thì sẽ thanh lọc được viên đá ô nhiễm của ngài. Đúng rồi. Chỉ cần viên đá của thành phố đất tinh khiết trở lại thì cây cối nơi đây sẽ hồi sinh nhanh chóng. Chúng ta thoát nạn rồi. Hoan hô, hoan hô gia đình nông dân siêu phàm. Tốt quá rồi. Cảm ơn con nhiều. Tám tuốt. Cảm ơn gia đình nông dân siêu phàm. Các bạn đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều. Đây là một loại cây có thể tạo ra nhiều oxy nhất trên hành tinh này. Mong các bạn hãy nhận món quà này thay lời cảm ơn của tộc đất chúng tôi. Ôi, cảm ơn ngài. Trái đất đang rất cần loại cây này để bầu không khí được trong sạch hơn. Chúng tôi rất vui mừng vì được góp sức giúp những người dân tộc đất đẩy lùi nguy hiểm cho hành tinh tươi đẹp này. Và chúng tôi cũng xin lỗi vì đã mang theo mối đe dọa khó lường trong hành trình đến hành tinh tươi vui của chúng tôi. Ta xin lỗi. Đừng lo, chúng tôi sẽ giữ hội ác nhân ở lại đây làm việc để bù đắp những thiệt hại mà họ đã gây ra, cho đến khi thảm thực vật ở đây trở lại như cũ. Lúc đó chúng tôi sẽ thả họ về đại đất. Không, ta không làm việc đâu. Ta không muốn trồng cây. Bao giờ mới kết thúc chuỗi ngày khổ cực này đây? Ai đó, ta chán cảnh đào đất này lắm rồi. Hai người bớt lải nhải và tập trung đào đi. Còn ông thì chỉ đứng nhìn mà thôi. Cầm xẻng lên mà đào đi. Cái gì chứ? Không thấy ta già cả rồi hay sao? Nè, như thế là ăn gian nha. Ông cũng cùng hội với bọn ta cơ mà. Nè, các người còn không mau làm tiếp đi. Muốn bị giam ở đây hoài hay sao? Ha 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 ha